mà xưởng này bị đóng cửa thì em thì chắc em phải về quê thôi vì em thân nghiệp. Khi về quê nó đớt nó mòn hết rồi, không mới một năm thu nhập thấp quá, nó không nuôi được gia đình đâu, không nuôi được con ăn học đâu. Thế bây giờ mà dân chúng tôi mà không có công ăn việc làm nữa, chúng tôi ra đứng đường. Đó là những lo lắng của công nhân cũng như các hộ dân thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên sau khi có thông báo thu hồi lại diện tích xưởng sản xuất của chính quyền địa phương. Do không có nghề nghiệp ổn định, năm 2003, các hộ dân đã khai hoang phục hóa, cải tạo, bồi đắp để dựng xưởng trên đất thùng vũng không canh tác được. Cùng với đó, các hộ dân đã thế chấp toàn bộ nhà cửa đất đai để đầu tư xây dựng lán xưởng, mua máy móc để sản xuất. Toàn bộ gia tài đều trông mong vào các nhà xưởng. Nhưng nay, bất ngờ chính quyền địa phương ra thông báo thu hồi diện tích đất xây dựng nhà xưởng, khiến cho hàng chục hộ dân và hàng trăm công nhân có thể mất việc, phá sản, lâm vào hoàn cảnh nợ nần. Nếu mà xưởng này bị đóng cửa thì chắc em phải về quê thôi vì em thân nghiệp. Bây giờ mà về thì cũng công việc ở nhà thì cũng làm hết rồi, về cũng chả làm gì nữa. Nhưng mà xưởng như là rất là mong nhà nước xem xét lại để cho xưởng này tiếp tục hoạt động nha. Nếu mà ở đây đóng cửa dỡ xưởng thì con em thất nghiệp, không có công ăn việc làm gì cả. Khi về quê nó đớt nó mòn hết rồi, không mới một năm thu nhập thấp quá, nó không nuôi được gia đình đâu, không nuôi được con ăn học đâu. Mong muốn nhà nước quan tâm trong làng này có phát triển cái xưởng này thêm nữa, con em mới có công ăn việc làm. Thế dân bây giờ chúng tôi không còn ruộng nữa để mà canh tác. Thế thì con em chúng tôi là bây giờ là không có công ăn việc làm, các cháu là khai hoang ở cái khu thùng vũng, ở cái khu lưu không, để các cháu vay vốn để làm đất, để làm máy, làm móc. Thế thì bây giờ nhà nước mấy từ đợt vừa rồi về nói là đi tháo dỡ hết thì các cháu bây giờ nó vay rất là nhiều tiền. Nhà nhiều nhất là vay vào độ 2 tỷ, nhưng bình thường cũng phải vay 1 tỷ của ngân hàng. Thế bây giờ cắm cửa cắm nhà thì nhà nước mới cho vay cái tiền như thế, còn vay ngoài không kể. Thế bây giờ chúng tôi ý kiến là mấy nhà nước là bây giờ chúng tôi bán hết đất cho khu công nghiệp rồi. Dân làng khỏi dân đội 3, đội 4 chúng tôi là bán hết đất cho khu công nghiệp. Thế bây giờ mà dân chúng tôi mà không có công ăn việc làm nữa, chúng tôi ra đứng đường. Chúng tôi là vay mượn ngân hàng để cải tạo và làm trên khu đất thùng vũng. Bây giờ là nhà nước đang có chủ trương thu hồi, nhưng mà thu hồi một cách mà quá đốt nhanh và đột ngột. Chúng tôi không thể xoay sở được gì. Mà bây giờ chính quyền thu nhanh quá, chúng tôi không biết làm thế nào hết. Mà bây giờ mà tất cả các hộ làm cũng vay hết. Thế tất cả là dồn có bao nhiêu sổ đỏ là vay mượn sổ đỏ của người thân trong gia đình và sổ đỏ của mình để thế chấp ngân hàng, để vay mượn, để cải tạo khu đất và tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người. Nhưng nay là chính quyền thu hết, chúng tôi điện không có sản xuất mà ra khu mới thì vẫn chưa làm được. Nên là mong ban lãnh đạo là gia hạn cho chúng tôi thêm một thời gian ngắn nữa, khi nào khu làng nghề mới có điện và chúng tôi xây dựng xong lán xưởng, chúng tôi sẽ tự động chuyển ra đấy. Thiết nghĩ trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cần xem xét gia hạn cho người dân, quy hoạch cho người dân vào khu công nghiệp để giữ vững ổn định an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tránh tình trạng đẩy người dân vào con đường phá sản, thất nghiệp.